Hai không, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến video của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm đồ handmade về rửa bằng nhé. Phải mô biết cái sản tự có thể đóng sạc đó. À rồi, có khi làm sạc đó. Mẹ ấy cũng khá lắm, mô cũng khá lắm. Dù gần kề hai chúng ta, bỏ xuống bê xuống à bé Lê Văn Đạt mẹ con lại đậu không tám vậy có đó thì mình ở đây được dạng nghe đi rồi bạn tao gửi qua cho tao nhưng mà giọng tốt phải nói quá tao thường thường để tao biết sao thiếu tao còn đợi cái điếu nữa sao vậy anh tưởng thấy có ai bạc bẽo và vô ơn với anh à? Hay rằng anh gửi cái này vào nhờ bạc bẽo và vô ơn mà mí mí chứ ai nữa cái này là quận hưng xong truyền lại cho nhi xong chưa truyền lại cho tao ừ tao xin đó trước khi đi là hoa hoa ơi em con lại cục gỗ màu đen dùng không cục gỗ màu đen với cái bụng của chị ấy bốn một cái bụng mà đây về thế không không đấy con không bao nhiêu một cố của anh không anh cùng cố của anh không tặng à nữa là của mì đây nữa đây nữa đây con cùng cố tặng anh rồi là hoa để nha đó thì đó là cùng cố này màu trắng cái xong cha cho gồm đi nhi tương lai em đây vậy đồ này là đồ được chưa dạ chưa? Chiều này em đi mua anh gửi không anh mua 10 búa luôn anh mua 10 búa luôn à 110 ca mà con là 600 mua rứa lại đây hả em lục rồi ừ lục rồi tự nhiên tới nữa đúng rồi nó hỏi cái giải có một ba chục năm thì có ba năm thì không làm cái chút đó
Cũng mình tập trung thôi đang nữa. Bây giờ nào? Hôm nay mình muốn thử mấy năm nay là thiệt á. Dành ta sẽ được đi mua hàng đài siêu giá. Phone là giả định là dùng thêm người ta mic giả thái long an để cho cái quảng cáo vị nè nhé mà nhận dùng vị nhận nhau dùng vị ác mà đi tuồng đi phong đi cười vì vì là không cần rồi này vì mà bỏ cấp đại bóng mập thôi master nó sẽ đẹp nhưng mà dùng cục lá đó rồi bóng cá lên đây cơ cũng sẽ đi bao nữa rồi rồi coi buổi tháng chờ chờ hang với nhau thấy cái nhìn lưng với nhau rồi chờ lên đây ai chờ với nhau anh ạ. Bình thường em cũng chờ hang về như đó mà em chửi như chi món việc quy rắn mà hẳn cửa giao một lần hè. Rõ là mình đặt rất nhiều lắc nhắc mà hẳn cửa giao một lần ấy. Cái quỷ. Có hôm em phải dọn cổ thực sạch để chở hàng về đó. Mà chứ cái ngay nữa xả xôi rồi, chứ em nghèo rồi, có tiền nữa. Để mua nữa. Thời giao có đã qua. Ui bò bò kia nhà tao rộng thấy bò bò với tao rộng nằm đi nằm mò à cho mình chửi liếm ai đâu của dĩ đồ đẩy đô phải rửa chứ ngồi đây ta sẽ học cái như sinh nhà trần cực đỉnh không nhà trần nghe nhà trần không có nghe luôn vì mi thấy nhà trần không bình thường đâu vì đi tao bị sự thật mà bị nhà trần nữa mi sẽ buông cười con người ta thật là cái gì sao sao không nhận ơi sao sao không đúng rồi à là mấy giờ đâu đâu chưa biết chơi đâu chỉ là già dỗi lắm con quỳ kia đâu tao đã bẻ mày nè bẻ rồi giờ đó hả đâu về đâu không được tao về đâu lắm keep silent ai mượn mấy mèo đâu keep silent please không mong manh như tê vậy thôi. Mình như hơi sơ học cấp 3 hơi sơ học cấp 3 vậy thời chúng ba hay sơ 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 đấy đấy cô bị cố kêu lên nếu học ba hay ngồi bụng nặng người khó lắm tao may quá à, không có dây thiệt á chứ không ăn quá à đùi cái bụng em tím rồi ngày mai tao sẽ ngồi đời đi mà từ rất lâu từ khi mời mặt chưa ra tao bao giờ còn giấy hả tao mang giấy tao thầy mòi tao không có cái ông đừng để tao sẽ đừng để tao xin giấy tao không có cái mất có giấy hiện đi thầy hết ở đây đó à có bơi đá đi tập gym là có giấy đây đó, sống tao bụng thịt chó gì? Thịt thịt à? Mày thật không? Mày thật không? Mày thật không?
đi đã mất cuối quá ai bừa hả cho bị sống với thầy không có đóng kiểu như tao ngồi đi tao ngồi đi thì tao vẫn ngồi đây tao ngồi đi tao sẽ bật hai nhạc lên cái không chơi đâu không chơi đâu bèo được đấy bèo đi đâu rồi đu hết đi bật có chỉ đồ không kéo là nó bèo hẳn luôn ừ bèo mà cũng đâu á thì tao chưa đau đỉnh lắm tại đấy hư già trứng đi chưa hưởng đâu gì á đùa ý là ý là tao bị ăn trưởng á là tao sẽ nhiều được không hiểu không con bất ngờ thì hẹn lên chứ đó bị vô đi đi đó ngồi vô đi mày thấy không trầm cảm trầm cảm em phải đâu nó khom nó là trầm dạy đen dạy đen nó cảm trầm cảm trầm cảm k k e m ghế răng đến đi cũng bó mà vậy cũng bó nữa bó hết bó hơi nữa đó cái này đó mình không nên làm mấy cái hành đưa những hình ảnh của mình ra được nói rõ cho trời cho nó đỏ mặt đặt cái đi để tôi về không may vâng chọn mấy cái đen à trời ơi tao mặt đen này thì mới về đâu mày trắng ngu nữa không biết là được hợp lý trời tao đang xì hết đưa tao về là bộ nó mày trắng hay đi về cho đi về ngược lại không về đâu mày đi này thôi mà về được mà đỉnh luôn về đâu mày lường sống về nó mày trắng chứ mà đen vô chắc là chủ nó không đẹp chỗ tao đang chi được mà hello em dễ thương quá à dễ thương nha nhìn hiên nha nhìn đây rồi đi chưa phải chi đi không được lu bị chi đó lu bị tính có bị chi mang ship à đại à trời mẹ thiệt á ai gọi mặt quăng quá gọi mặt quăng tôi nu viên đa bị gì bị gì đi con ấy bị gì đi có chân trò dự có biệt đó nhìn ra có biệt mà con bỏ ra nhiều người tin nữa anh lời mà trời có chân trò dự á một con bút đô đó siêu up siêu down luôn dù dia dan hanya bisa tôi xong phải nghe anh tệ được đi lại gì thế biết gọi có ai siêu nhân kiện lại mà há ố không con của Gary trong Running Man ôi có ai đi dễ thương cực mà kiểu Hàn Quốc con của Gary nghe dễ sợ anh cũng chọn tao bị mỏng nha nên một khi mình ngồi lên những cái nhảy đang cười đó bị mỏng mới xe đang ra ngoài luôn á mỏng nắng cái nữa thích chơi nuôi anh chọn mỗi việc mỏng lắm nhìn chọn tổ hai hôm bảy chọn cho tao có một mặt tổ hai mặt ban nhau tao thì hàng cũng thả vui mang chành đọt và mấy con quỷ ở đây hẳn mình chạy ra đưa thêm đoạn tao mà còn ra đoạn hẳn cũng khé ăn quỷ kéo kéo tới là hẳn cũng đừng nhìn nữa nhìn quỷ à? Nhìn in y ở mặt ra đó sủa sủa sướng sướng thôi tôi bị quén rồi thôi đi bố
đến nhà mà chó quyến sủa luôn, mà không phải bơ. À, đây đây đây, đủ cái mặt, cái mặt gì đúng con đi luôn. Đây này, đây này. Đây này, đó đó đó, không muốn đi hết. Đó. Đủ rồi, chó ra tao rồi. Vậy chó nột đó. Nột chứ. Đó đó đó. Mấy con thấy hai con nhỏ nó bị qua được rồi nên đi con đi, đi con đi. Con đi vui đi. Làm quán vậy một tháng chỗ nhà hàng xộm rồi đi về nhá, không phải nhỏ sửa quấy mở quá không biết sửa lại tao cười ẻ luôn, nhìn theo quá cười ẻ luôn. Có gì có nhỏ chỗ đắp bị chó sửa siêu áp xịn đó thì chỗ sửa đó với sáu mừng xoe mở quá sửa lại. Nhưng mà nếu chỗ của mấy nhỏ hơn chỗ kia thì chỗ kia hẳn cũng bình thường thôi. Mình có muối, muối nên lớn như thế làm việc đó chỗ hỏi thì làm được. Biết chứ? Biết mi? Biết ừ. Đi lắm, đua đâu. Tao đi con tao bị tao gì. Kỳ như buổi sáng ra tao phải chụp mảnh chỗ dài dài vậy ngại. Ủa tao có mua chỗ khác mà bị chỗ gì vậy đó. Tao cũng ốm ấp chỗ tao không bị chỗ gì vậy. Rồi rồi, sợ mi nó bị chỗ gì chứ. Quay đấy, chỉ gặp tháng năm mà tao đi xa có thể hạn lên nhưng mà ngay đường xe lắm này, tao đi có xa là có thể hạn năm dưới đường đấy, tao đi chân là đang ngồi, nhóc đâu đây nhóc đâu đây này, do xe mi ngân giọng từ chuyện xe trong chỗ đó, nhóc đâu lên nhóc tao đây, trong đây để khi chạy đèn đang đứng dậy hai cái con kêu 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 đi, để cho tao đợi cả nó bắt đầu nghĩ mà chọn những gì chứ, ở đây là tao đối đại đó, trong đó có ba ngày cái điều tao hẹn, chọn chỗ này chọn chỗ này. Này chị sẽ có cái mô tay ngã hình gì vui lắm lớn chọn nên ghé ăn mi mà còn mấy cái để gì ăn chứ mà cái mua nó để phỏng ra cũng ngủ hôn mi tính thủ gần nhà tao thì còn chỗ phỏng ra là đám mê lắm. Cái đừng đóng rồi, đóng nha, rinh rinh rồi. Ai đứng ăn hớ một phòng đó. Cái kiểu đám mê rồi mấy à, tức, chả cả tức. Đáng đi về, đáng hạ 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 đó. Xong tới nhau phòng đó cũng ngất xìu. Sau đây mới giữ con rồi thế. Không, không, không kể cứ. Không, không, tao khóc theo rồi. Không kể con hẹn tớ, hả? Không, không. Rồi, thằng này bị điên lắm. Ông làm bộ tôi thêm lần. Ba cái gì ai lâu ngày gặp lại không như đêm mình chiều. Cứ à. Cái biến cho mi quay đi. Thế nên anh bị lúc về nhà. Mà chưa có vợ. À đúng rồi, trả tiền cho nàng chứ. À 20 ngàn bỏ về nợ giá đó. Đi xuống lại. Thế thì nhớ tạ chứ cả quên. 200 là khả 20 là khả. Thứ tư là tạ quên. Thứ tư là dễ bị quên lắm. Thứ tư đã dễ quên lắm. Tao không quên mà. Rồi quên đầu nhảy lại thôi mà. Đó là miếng chứ nhảy lại tao quên. Cái con sổ trong trình rất là khó quên lắm. Tất cả tôi đi được mới nha. Rồi con sổ vẫn tròn. Vẫn tròn. Mi mi vẫn đời thôi nha. À đấy. Thật lên nè. Thế bữa tài mới tận trí. Tao là nói tao không để ý là tao không bị con sổ chỉnh xã. Cho nên tao không để ý, con Vi mới tỉnh ra rồi, chỉ còn số chính xác thôi thì tao nhớ chứ mắc mỡ gì đó. Tao chỉ nhớ không số chính xác. Đó.
Dù địa đàn hay nhân gian, dù hình hài hay trở thăng. Và có cả cái bầu của bao đấy rồi. Đấy. Đỉnh quá, đỉnh quá. Idol của Duy. Tưởng màu hay đó. Cái này anh thích con gái cả sư phụ. Tưởng màu hay đó. Dạ, thả có chữ ít. Sư cười ẹ. Yeah. Tạo hai. Tạo hai phải quay. Không, điên này đùi gió đi đâu mà có tạo hai nó mới cưa, thì cũng cưa cưa theo thôi. Sai rồi. Như tình trạng với nhau không cãi đâu. Đường con tao tương lai. Kết được. Tao cũng lên đi học nhảy. Tao kiếm đâu con có thời gian mà đi nhảy. Thì nếu nhảy bỏ kiếm thôi. Đi. Chẳng đủ con lo mà. Tao phải chạy bộ lên một con đó chứ được. Nói mẹ con đồng lộn em ơi. Nhìn lộn. À anh tỏ tao ngay 5 người. Ừ. Mà 5 người bay đó. Đồ vui lắm. Một con đã 5 giờ nặng 5 người ra đi. Để tao cả kẻ ra 5 người bên cạnh đó. Ban nhà tao ngồi dưới dặn lắm. Ngồi tưởng giống mấy mẹ bạn đâu anh. Thì chẳng có sao con mẹ đi. Xong rồi. Tao cũng thấy khổ lời lắm. Ý. Thì giống nhau thôi. Mẹ. Đó, đó, dạ, 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 dạ. Chị rửa, người tẩy chị rửa. Rửa mọi người làm. À không, để mấy cái mộng rửa thương hay làm kiểu rửa là biết nặng. Vì cái tẩy chùm lái được ý. Mình la 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 đó. Đọc mấy cái tiếng cổ để đọc ra. Chi đó? Tấm thư. Các tiếng cổ. Thì mở ra ta đọc cho. Dù đời sau mình có xa nhau, có mất nhau, chẳng phải màu. Dù địa đàn hay nhân gian, dù hình hài hay trở than, nguyện đi cùng kiến muôn đời, đến muôn đời. Ôi bạn bao giờ. Ôi trời ơi. Nhìn như kỳ đột ấy. Cảm thấy bao nhiêu người xem lại cái khoảng này, tiền mà. Hai tụ. Hai tụ có này. Tháng 2 tuổi quá. Con đầu xã con người yếu. Ra xanh. Úi trời. Úi thôi. Úi thôi. Thôi quay đi tối quá. Tao hay quay bằng thời gian luôn. Hồi xưa thì tao hay quay nhưng mà chưa dậy tối quá. Tao không chịu được. Thì nó có quay mình cả. Bán ăn thịt yếu ấy. Ăn ăn ngồi thịt nối luôn ăn. Còn mấy con kiểu đắn có bông á. Nối ăn ăn con. Eo. Tao chỉ có thể về động vật mấy kiểu mà tìm hiểu về tập tỉnh đâu rồi thôi đấy. Cho tao cũng coi đoàn sang môi mà. Sợ lắm. Đây là sao? Sau khi đi tao nhiệt về. Sai rồi, tao cũng hề làm rửa. Sao khi mà bức ảnh. Chắc tao phải để hình lên rồi nè. Mi nghe rồi mi. Nghe đó. Ờ. Dạ đi để mà nhà hợp. À biết rồi. Dạ. 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 Mi được rồi.
bác nữ yên vinh siêu nhân thất nghiệp mà. Mi đi nhảy sexy dance được ạ. Nhưng mà Mi sẽ lên lắc 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 lắc. Lắc lắc bụng. Lắc lắc. Được. Hợp lắc. Hết phải có mặt bánh. Có nên mặt phải đi chung lắm. Ờ, có thể lăng nhau. Đừng quay, quay đầu ra. Chia. Chi chí ấy. Mới gọi lại như đi. Vâng, có chứ. Nhắn nhắn nhìn nhìn mới gọi chi giấy nè. Tầm đường cục nó cục, có quay cái chân đi. Có. Vậy để mặt một kiểu mặt cái cán cán xuống. Mà vậy nợ của tao lâu rồi. Chứ tao cũng biết là nằm mới thôi. Mà hẳn phải màu đen. Dù địa đàn hay nhân gian, em cứ đi tụi mẹ nhớ nha. Ê tao có lắm ý. Bởi thế dân đâu tao bị ai bỏ trộn điện thoại tao mày đến lại chỗ nào thế. Sáng một nuôi tí nhặn nhặn tới nhặn tới đó. Còn mấy cái người chụp ảnh đô nợ gửi quá nữa. Bởi tao sờ ghê luôn, tao xóa luôn. Tao cả mua để tao nhận mua để cho mày con gửi nó. Tao xóa cho luôn lắm đó. Xóa cho luôn á. Chúng ta cũng luôn đi cho xung quanh khác á. Thì xóa một thời gian tao lái. Để cho nó lặng xuống. Wow. Đoạn nghỉ thì áo gì có đi liên. Cười cái quần. Á đù. Nè, trong mi này. Idol của Duy. Duy. Duy hết rồi. Trong mà thưởng Duy này chứ. Duy. Duy. Máy nhà kêu. Đấy. Máy nhà kêu. Điên nè. Máy nhà kêu qua qua idol. Yeah. Coi idol xấu hang bao bó của em ấy sớ thăng là mới lại lương like được bài Facebook bằng lỗ láng like rồi đó. Bữa trưởng bị khóa 30 ngày bay mau trang TikTok chứ mới lại like được cái lỗ láng nghe sớ lắm. Bố ngủ ghê nhật ấy, đi ngủ hè. Ăn nó là bố ngủ. Đi em. Lên em ơi. Đi xin đi chứ. Tới chứ. À, rồi mới gọi quái bòn trồng trọ bằng tinh thứ chứ. Tinh thứ. Rồi ôm rồi ôm đừng đừng bơ nhỏ lên xe mà đi. À. Cứ ý ạ. Rồi quái vừa tại còn một con có khi. Bởi chọn nên quả là thân thiện. Mình mới chọn nên để cho thân thiện quả. Phải có tình chó và mẫu chó mới được. Yeah, do hàm tao bị đục. Chưa có tựa lại. Đáng sợ ông là gọi đang nghe hì. Ừ, ông coi sổ thoại. Tao bị mà ông coi sổ thoại. Nhưng mà tao được ông kiểm. Không thì ông định gì đi. Ông mở lên ông kêu nữa. À. Ừ, mà thế ông còn kêu tao thế. Thôi, thì bây giờ đến người khác. Như là người khác rồi. Ông lại giáo khu vực vậy đi rồi. Dù địa đàn hay nhân gian, dù hình hài hay chó tha, nguyện đi cùng đến muôn đời, đến muôn đời. Dù đời sau mình có xa,
Để con nắm ngay luôn kìa, bác con muốn ăn thẳng, ăn thẳng nè. Con thẳng lắm. Chú thấy à. Chú canh. Chớm. Chị gì chị? Chị chị nghĩ là chị đi. Con ngồi chụp con không á. À dạ đó xin. Tự nhiên tôi rất mới gặp phụ huynh. Vậy là ông này yêu, thầy vua chứ đang mà mình cái đâu chửi. Dạ đâu xếp đâu. Hai điểm nghe tiếng nó ngồi động. Nghe đi, mới nghe đi. Không, không nghe. Mới nghe thử thôi. Em mua mình đi có tay nghe, tao sẽ nghe. Làm việc như vậy. Thế mai, tao nghe cho. Tao nghe cho. Từ tới qua lại tới nghe cũng quỷ. Nghe. Để mới nghe. Khổ nghe đó. Ôi, hay chưa mình lừa lại cái cả nha. Lừa tới nghe. Tôi nói chắc chỉ là con mày cãi đúng không? Tôi cãi của tao chứ chắc là có mà. Vậy là tới nó quá lắm. Nôn ghê. Nhưng mà chuyển khoản cái họ được không? Chắc có biến bay đâu mày. Quẹt mã đâu được đấy. Cái tao không đem đi mà. Đem được mấy trăm tiền mặt có đưa mi đâu đó. Đã mới có tiền mặt đưa tao tao có sao đi mà có. Có đi ăn. Ủa là lấy một cái nhận. Vương ghê. Buông ghê. Thôi đi. À, đừng đến nữa. Khóc đừng đến. Rịn đúng mất chứ. Đó ngõ quỷ khóc lên đây. Đi đi. Cậu thế thế. Tôi chữ biết, tôi chữ biết. Chuyện tôi nữa coi. Lấy đất gì hả như vậy anh có biết là yêu một người cái gì đó mà đau khổ lắm không hả hả cúp y tất cả như gì tôi không có thể đứng đứng đằng sau người ta là đau khổ lắm không hả mày học cái kia học cái kia. Để thôi. Để chết đi. Về mấy cúp. Cái gì mấy tình nắp mà điện tải mua mấy cúp rồi điện tải nhiều nhiều hơn đấy. Đó. Điện tải mấy cúp đẹp còn cỏ mà. Hai ba đứa nổi lắm. Chiều hôm ấy anh nói với em rằng mình không nên gặp nhau nữa. Một con bị chưa? Còn bị hai con bị năm xưa mất tại cinema. Ngủ đi cái tên bị tôi chuyện. Ngủ mấy kia đó. Ngủ đi là bị chưa lấy. Thế thì nó còn đang chuyện cả cao hơn. Ngủ đi chuyện là bọn nó có chuyện luôn. Mày đỉnh ghê. Cái thằng kia được trái với lại phạm này cái nồi rồi. Chỉ biết thôi. Vậy theo tao liếc. Tao chỉ thích đi chơi không thôi. Thì dẹp. Đi chơi xem đoán vậy. Nhưng khi đẹp trái vẫn phải ngủ tấu thế đó. Đẹp trai là có tất cả. Khi được đường nó cấp 3 là nó đi chơi mà còn
đó thì chỉ nhân mặt. Nhân mặt hả? Người đã học trường học công nghệ thì con đi cục ba thì con đi. Không phải người đã nhân mặt. Không, mình quá được mưa rồi cứ như tao. Rồi mới nhận đi con đi. Nhân mặt. Con mới giảm nhớ nhận. Tao mượn với lập mươi cũng được, thang bên cạnh lại có tầng hóa rồi đó. Điện của chỗ. Ê? À? Không? Thang cảm. Đó là cảm ứng. Này mấy mày nói kia. Tôi nghe đó. Mấy nói ý mấy đó. Không gặp trong lông đang cảm ra đó. Mấy nội bờ mấy à? Trang cả em. Bữa công cũng cố được mấy mới. Để tao cả. Để mới đọc mấy hiểu không? Thế chứ. Dương tên đường quần. Mà là người tự thị hiện trung bộ phá tính. À, mấy thử làm mấy đi, mấy ở đường kì. Nhà anh là Nguyễn Phúc Chú. Anh đang muốn bắt đầu anh. Thì Giao Vân á. Giao Vân với Lâm Thơ kia. À, Lâm Thơ Giao Vân hả? À, mà từ... Rồi, nhà anh đang muốn bắt đầu anh. Anh sẽ làm được. Tôi nghĩ tới đâu rồi? Tôi nghĩ ra thì cái gì này? Thì kiện này đó. Đi. Nhìn cũng được đi. Một hai ba cũng nhìn vô cái này cũng được. Cái đâu? Quên đi rồi, tôi quên đi rồi. Cái gì đây? Cái gì đây mà? Ồ, đằng lại đứa tao có con đơn cầu lời rồi đó. Đơn ma, đơn. Đừng như vậy mà. Anh nghe đi cạnh nhau cái trời, tao cạnh tao cạnh không đi. Cái bóc thấm của Thái Lan này hay trời. Cái mấy lửa xuống. Nhớ ăn cải nha con nha. Được chứ. Ok.
chưa về? Chưa. Phải đúng chứ? Phải rồi. Ăn là ăn được à? Ăn được chứ. Xả ra một lăng luộc, luộc, lăng luộc, luộc, luộc. Ngon. Ngon, thì như thịt da. Ừ. Tỏ lắm, tỏ những cái đó đến này. Như những cái quỳ đó. Wow, vô tỏ. Mặt tao không mặt tao, mặt tao không mặt tao. Mưa gì yêu rồi. Tao tưởng cười vẫn không có gì. Tao tận đáng kỹ lắm người yêu thực 11 á. Nó tao làm gì tận mưa gì. Thì tao không phải uống cưới. U lần bẹo trời ơi. Bạn có sửa không? Bạn sửa giả trong mấy cái nhóm đó. Bạn sửa mẹ rồi đấy. Bạn phá sửa giả cho bạn ngô lộc. Thế cái mập gì sướng kia. Tiện mập chân sướng mà. Ôi trời mẹ. Ngô ngươi trúng rồi chứ. Cái tựa này, cái tựa này. Dạ, mình bán hẳn sáng. Ừ. Lên tuổi nợ năm kì anh tưởng lần đầu đi cà phê với em thì em không thể tin được. Bạn kì anh tưởng lần đầu đi cà phê với hẳn rồi đó buổi giờ sợ. Linh kể. Mặc bộ đồ không thể tin nổi. Mặc bộ đồ không thể tin nổi. Sao em phải mua hết đồ lại. Thôi rồi. Xìu. Mấy? Trở mới nghĩ ra tạm tới 4:30 thì kệ báo la chuyện. Sao kệ báo la chuyện với tất cả sự vui vẻ và bức xúc đều kệ. Nhà ngủ vẫn lên mà ngủ dậy trễ anh tưởng cũng ram. Quán thằng Đức Uyên nè. Có. Có phải không đó? Ừ. Bữa cưới tao có đi mất. Thấy không? Tao có đi ăn cưới mất. Thằng lão hôi là bài... Nguyễn Viên cưới tao. À. Có thằng Uyên à? Thằng lão hôi là bài Thư Yên đó. Có sự tích với tao. Sự tích với mình. Bọn chồng. Đùa để nhò bài. Không như chứ hẳn nhận tao không? Ý là bữa đấy tao có lên lại cái tụi mua này vừa hẳn á. Rồi xong rồi nhìn tao thấy quen. Mà đều bữa ní tao là chó vợ thôi, cấp 2 quả rồi. Rồi xong rồi lại. Rồi xưa ấy. Tao có kết bàn quá. Ngố kết bàn lâu rồi. Mà cũng tưởng tại cái hệ hẳn cũng biết ai mà. Tao kết bàn để mua đôi thôi. Đi học thêm, đi lên đến nữa, bữa xe tao bị trực xin. Xong rồi con nợ đình kẹo tao đi. Xong rồi con nợ đi lỡ quá. Bữa thằng nợ đi đoàn mố ở xấu á, thằng khác đạp chờ. Bữa đi ngang đưa tay ra con rời kẹo đi. Úi là bọn lên đồn hẹo, úi là đồn như chọc á. Cầm đi thì chắc. Cầm luôn.
đi ngang qua đưa tay đấy bên xong mới tôi thấy cũng có ai lại hiện bên xong tôi cầm lại để khúc đời con ạ. Nói mà sờ trộn cười. Ừ. Đấy, mời làm đi, đang ở cổng như đi này. Ồ, định nha. Nhìn định nha. Hiền kia đây, tôi chứ. Con ngồi. Quay cái mặt ra. Bên. Đưa đi nè. Đi đây sao, sao tao bị đúng không? Tao lên bị đúng đấy. Ờ. Đang bên miếng thầy à? Đúng rồi. Cỏ trái mà tao nhìn ra số 1 hay số 4 mà tao nói chứ 37 vũ thị quá. Mà. Dù địa đàn hay nhân gian, dù hình hài hay trở thành, nguyện đi cùng những muôn đời đi ngang qua. Dù để sao đường thế gian có mấy nó cùng với nhau bằng cách gì? Đập đập đi đấy. Điên à mấy? Mình những cái đập nhà người lấu để đập mạnh đấy. Mi đập. Đó, biết. Đi mi đập rồi. Xả cái thổ huyệt kìa. Cái nợ hẳn vì mà cục là vì thổ huyệt. Nước xả không cựu được lượt đâu. Nửa tháng cũng được lựa ra bao nhiêu trái của tao để xá quả bao nhiêu trái của mình để xá quả một ăn bao nhiêu mì nó cứ như mì mì đi để mì khỏi mì mốc để tao khỏi mì mì mốc thì đã nửa tháng cũng được lựa ra chứ tao phải chọn thực đàng hoàng thôi.
Ai đó không nói những câu gì nữa mình. Thế sao? Sờ mí mà. Tôi thích làm đó. Hả? Thì tôi nói rồi thôi. Chị, mình nói đó. Mau nói tôi thích làm đó. Các hái nó nói. Các hái á? Đấy, cá đi cặp lên á. Được chứ? Ừ. Rửa đi. Dạ? Yeah. Ừ. Không đánh. Dư hình hơi hơi cho tha nguyện đi cùng đến muôn đời, đến muôn đời. Dù đời số mình có xa nhau, có mất nhau, chẳng phải mơ. Đi về. Đi về là ta đấy. Họ y là rồi hả? Tao easily lắm. Qua đi bác, qua được tiện mốt. Ê, mày nghĩ sao? Tất nhiên là quay được tiện mốt rồi. Không, nhưng mà nó quay được tiện mốt. Quay lại cửa Yumi Lee. À, Yumi à? Ừ. Yumi chỗ đường bên đây quá. 3 triệu ở đây. Ê? Ừ, 3 triệu. Không phải 3 triệu, không phải. Lý mà ở Bà Triều, con Yumi mô hè quên rồi. Yumi Trang vừa mới quả đó à? Thế cậu có thêm bên Lý nữa. Xong rồi đi mua đồ bán bên Lý. Bên Bà Triều luôn, chỗ Minh. Vừa mới thuê một cái triệu, 1,6 triệu. Mà đi cô hai ở đây của tao ấy. Chuyện tiêu là gọi chứ. Không, nếu mà thuê riêng á, hiểu không? Còn nếu thuê chung là được giảm một cái được 1 triệu. Mà là chuyện tiêu khác, mà nó không... Mà nó bưng nó là mà bị đẩy luôn, bụi xe. Họ có tận máy hoặc mua ừ sẽ là của tao thôi, tao sẽ trấn trong nhà trong phòng. Mình tưởng ai nói được như tao à? Mình làm được đi, nói lại đi. Quá giọng á. No. Ghé, dòng ghé đó. Không phải rửa mà không? Wow, đại gia. Cô lá rồi quá. Quỷ. Ghé. Ghé bơ cơ. Đại gia. Người đại gia nói được những câu như thế đó. Biết đó. Nói như xã quán rồi. Chứ tao vẫn chưa đầy giá. Không phải chấm chọc đâu. Chắc khen thiệt đó. Có thể có thằng đầy giá mới không lương trước mốt không? Có. Tôi thấy mi. Mi đó. Mi đó là mi đó. Mi đó. Bye.
rồi. Là nam cả dưới nam cả. Không, dưới bạn cho phụ. Dưới bao nhiêu phụ? Dưới thì nam tiền thôi các bạn. Dưới dựa hai ví dụ. Tôi cắt ra. Dù địa đàn hay nhân gian, dù hình hài hay cho than, nguyện đi cùng đến muôn đời, đến muôn đời. Dù đời sau mình có xa nhau, thì tuy lúc lúc họ sơ thấy người mới mạc thì là lúc mới mạc mà ơi. Thì hẳn bị nặng trống người. Mã. Video con. Ghê mà cơ thật. Phải đeo cũng mới thế thôi. Rồi, đi con đây thôi này. Bắn sực. À, thật tí bệnh, bỏ đi. Hế? À, thật tí bệnh dễ dược. Dễ dược. Cũng lê dược thì xuống ăn thôi cho ai nè. Con ai nè. À, hiểu ngăn nghĩa vậy. Nói gì nữa. Trời. Mấy cái nữa là easily. Ừ. Cái thể tương lai chứ con. Con tập tương lai đó để đạp đạp mặt đó. Năm ăn vào có sạch đi thôi. Tôi thì hai Nhật Bản với em. Cái đó ghi chữ ngược đó. Good girl. Cũng đang ghi chữ ngược đó. Rồi mới coi bạn người dài tiếng Anh người thải không? Có chứ. Khuy hẹt luôn đi. Hàng loại tiếng Anh tiếng bôi cơ ý là hàng vẽ tao lại phải hết ba người chứ. Thân lái thì con nghĩ con cứ lái đi mấy không hiểu được nữa. Ủa, nói tiếng Việt không nghe được ấy. Nhưng mà đoàn lại tao hỏi bằng tiếng Anh, họ đặt lên bằng tiếng Anh tiếng bôi rồi thôi. Rồi tự vẽ tao mỗi bằng chữ Very cheap bằng mến. Mà tao mến vậy không nha nha. Ok. Vậy hay cái nào vậy hả? Chị nói chuyện bạc. Mà cứ vậy. Như một bậc của em. Cái này là nè. Wow. À, tiếp theo này. Như một bậc của em. Như một bậc của em chứ không? Sao không gọi thật ra nè. Wow. Cái này đi ngâu này.
lại thằng gây đẹp má vậy nó dây nhìn nhỏ chưa có tao qua mà đẹp hồi xưa đôi tao đang chí lắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, bye bye.